Dự Thảo xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị, trong một bữa tiệc hay là trong một thực đơn để đãi khách thì món khai vị bao giờ cũng rất quan trọng. Nó như một lời chào của chủ tiệc gửi đến cho những người khách của mình. Ngoài ra thì món khai vị cũng quyết định là phong cách của buổi tiệc ngày hôm đó theo phong cách nào, Á, Âu hay là tiệc buffet. Sở dĩ Hồng Hương nói như vậy bởi vì chắc chắn trong ngày hôm nay cô Dự Thảo sẽ hướng dẫn cho chúng ta một món khai vị rất là độc đáo. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho Ngọc Hương và quý vị khán giả món càng cua bách hoa. Món này có tên gọi rất là đẹp vì sau khi hoàn tất thì nhìn nó giống như là một đóa hoa vậy đó. Cô Thảo ơi, tên món ăn là càng cua bách hoa rất là hay nhưng mà nghe cũng có vẻ rất là công phu và cầu kỳ trong chế biến. Không biết là mình làm món này có khó và lâu không cô? Bởi vì tiêu chí chương trình của mình là phải nhanh đó cô. Đúng là như vậy, món này thực hiện cũng rất là nhanh và dễ dàng chứ không có hề phức tạp chút nào đâu, Ngọc Hương đừng lo. Vậy thì còn chờ gì nữa, ngay bây giờ thì quý vị khán giả hãy cùng Ngọc Hương và cô Dự Thảo thực hiện món càng cua bách hoa. Để thực hiện món càng cua bách hoa thì chúng ta cần chuẩn bị đầu tiên là 4 cái càng cua lớn nào, 150g tôm sú chúng ta bóc vỏ đi, một ít đầu hành lá băm nhuyễn, giò sống, trứng gà, tương xí muội, hành phi, một ít bột mì và bột chiên xù. Ngoài ra chúng ta cần chuẩn bị thêm tiêu nè, sốt mayonnaise Lisa và hạt nêm Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng ta sẽ sơ chế cái phần nguyên liệu chính. Đó là phần càng cua này. Càng cua này khi mà chúng ta mua về xong rồi chúng ta sẽ nấu một ít nước sôi, cho vào trong phần nước sôi đó một ít rượu trắng nữa và chúng ta nhúng qua cái càng cua này với nền nước sôi với rượu trắng để khử cái mùi tanh của cua đi. Rồi bây giờ cô sẽ cho càng cua vào trong một cái chén nhỏ này. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng 1/3 muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng cà phê tiêu. Chúng ta trộn đều phần gia vị này lên và để cho càng cua một chút cho nó thấm gia vị. Giai đoạn kế là chúng ta sẽ xử lý qua phần tôm. Phần tôm này chúng ta sẽ lau cho thật khô phần bên ngoài và cả cối, chày để giã cũng phải thật khô. Quý vị khán giả thân mến, muốn tôm có độ dính và dai thì chúng ta sẽ lau tôm khô và dụng cụ để làm cũng phải thật khô quý vị nhé. Chúng ta có thể sử dụng cái dao thớt, chúng ta đập dập ra cũng được. Tuy nhiên nếu chúng ta giã thì sẽ nhuyễn và dai hơn. Sau khi chúng ta giã một tí thì bây giờ cái phần tôm cũng đã rất là nhuyễn và mịn rồi nè. Giờ Ngọc Hương giúp cô nha, cho thêm tất cả những cái gia vị này vào và chúng ta sẽ trộn luôn giò sống vào luôn. Chúng ta sẽ bỏ hành phi vô nè. Bỏ hành phi vô, đầu hành lá luôn. Đầu hành lá luôn. Bây giờ phần giò sống chúng ta chỉ việc cho vào và trộn đều lên là được rồi. Bỏ giò sống vô luôn. Đúng rồi, bỏ chung giò sống và bây giờ cô sẽ nêm vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu và 1/3 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nữa. Chúng ta trộn cho thật đều lên. Sau khi chúng ta đã trộn gia vị vào cho thật đều rồi, chúng ta sẽ múc hết cái phần nhân này ra. Rồi chúng ta sẽ dùng muỗng tán lại một lần nữa để cho phần giò sống với lại phần tôm này thật là đều với nhau. Sau khi mà chúng ta quết xong thì bây giờ chúng ta sẽ tạo hình bằng cách là dùng dầu, chúng ta thoa một ít dầu lên lòng bàn tay nè. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ chia cái phần nhân này ra làm 4 phần. Rồi chúng ta sẽ cho một cái phần nhân vào và bây giờ cho một cái càng cua và chúng ta sẽ nắn lại tạo hình. Thì ra món ăn này có một cái quy trình thực hiện như vậy. Chúng ta sẽ đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn chúng ta sẽ tẩm qua bột. Và đầu tiên là bây giờ cô sử dụng trứng gà, đập một cái trứng gà ra và chúng ta đánh đều cái phần lòng đỏ với lòng trắng. Rồi chúng ta sẽ cho phần bột mì phủ đều lên trên cái càng cua như thế này. Xong rồi sau đó vũ cho hết bột mì đi. Cô sẽ lăn qua phần trứng gà, lăn sơ qua thôi. Cuối cùng bây giờ chúng ta mới rắc bột xù lên. Và bây giờ thì cái phần dầu cũng đã nóng rồi, chúng ta sẽ thả vào và chiên. Khi mà nhìn cô Thảo thao tác á, thì Ngọc Hương nghĩ á, là món ăn này rất là tiện lợi bởi vì chúng ta có thể á, là một lần nhiều lần tẩm bột sẵn và cho vào tủ lạnh đúng không cô? Đúng rồi, món này rất là tiện lợi vì khi mà chúng ta tẩm bột như thế này xong, quý vị khán giả có thể cho vào trong tủ ngăn đông và khi nào ăn thì chúng ta có thể lấy ra rã đông cho nó hơi rã một tí xíu thôi rồi chúng ta đem chiên là được rồi. Quý vị khán giả thân mến, món càng cua bách hoa rất tiện lợi bởi vì chúng ta có thể làm một lần với số lượng lớn và tẩm bột sẵn và cho vào trong tủ đông. Khi cần sử dụng thì chúng ta rã đông và chiên lên là được. Vàng rồi em vớt ra cho vào giấy thấm dầu cô Thảo hả? Trong khi Ngọc Hương tiếp tục chiên cho vàng những cái miếng càng cua còn lại thì cô sẽ hướng dẫn là chúng ta sẽ làm một cái loại sốt để chấm chung với lại cái món càng cua bách hoa này. Rồi bây giờ cô sẽ cho hết phần tương xí muội này vào là khoảng 2 muỗng. Kế đó cho thêm 1 muỗng sốt mayonnaise Lisa, trộn đều lên.
khi Ngọc Hương chiên xong rồi, cô sẽ dọn ra một cái dĩa kèm với lại salad son và một ít cà chua bi để mà trang trí. Nếu mà chúng ta muốn thì có thể là trộn với một ít dầu giấm cho cái phần cà chua bi và salad son này cũng sẽ rất là ăn rất là phù hợp. Dạ. Và bây giờ thì đến phần thưởng thức. Cái công đoạn này là công đoạn cũng rất là quan trọng đó nha cô Diệu Thảo. Rồi, Ngọc Hương thử xem. Wow, cảm ơn cô Diệu Thảo nha. Quý vị khán giả nhìn nè, càng cua bắp hoa nhìn thật là hấp dẫn luôn, vàng ươm luôn. Mà phải nhớ là phải chấm với là một chút phần sốt này mới được. Dạ, xí muội với mayonnaise. Bên ngoài thì giòn, bên trong thì nhân rất là ngọt, rất là thấm gia vị. Càng cua bắp hoa của cô Dự Thảo đúng là số 1. Kính chúc quý vị khán giả sẽ thật thành công và ngon miệng với món càng cua bắp hoa. Đừng quên gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Và cũng có thể gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ Ngọc Hương và cô Diệu Thảo xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.